Bộ sofa Marriott Indochine, gỗ tần bì, đang may mắc cáo nhựa, dao xuyên mộc, Bà Rịa Vũng Tàu. Ghế này ghế mới ra luôn, ghế armchair Levin Wingchair trong bản vẽ. Này ba cái. Còn này cái bàn hai tầng, mặt dưới là mặt gỗ, phía trên là mặt đá lọt lòng. Bộ sofa này anh chị có thể chọn màu sơn, màu vải và may, loại may bên xưởng sẽ làm theo yêu cầu. Bộ này dao xuyên mộc, Bà Rịa Vũng Tàu. Một băng dài 2m2 và băng 3 băng đơn. Một bàn mặt đá 61m2. Rồi, quay cận cảnh lại cho anh chị xem thêm lần nữa. Này dao Bà Rịa Vũng Tàu mà.